背后总有着遗留，谁制造骗局来源方冷静目光，看每个处心积虑的个案，线索会暗中积下一个网，秘密收藏在那间房，谁终没说话仍能讲，有谁伪装coi chừng bị lừa. Tên đó là YouTuber, ở trước ống kính khán giả là người tốt thôi, nó không chừng là sát thủ biến thái thì sao? Dân mạng nói mà đàm đẹp như vậy nhất định là qua cảnh, còn phong cho chúng ta là cặp đôi dũng cảm nữa. Thứ bảy tuần này Cao Tĩnh có hẹn với lại Michael, cặp đôi dũng cảm của cổ, cùng nhau ăn cơm đó. Nếu như muốn ăn cơm dĩ nhiên phải tới bữa ăn của tôi rồi, chúng ta mới là một nhóm bạn thân mà. Nói nãy giờ trọng điểm là không muốn em gái tôi hẹn với Michael. Đúng đó, tôi lo lắng cho cổ thôi. Anh thích em gái tôi hả? Anh thích nhân viên của tôi hay sao? Bộ lạ lắm sao? Anh có xin phép anh hai này chưa? Anh có xin phép người sếp như tôi hay chưa hả? Phải, đúng thật là tôi đang có ý với Cao Tĩnh, chân ái vô tội mà. Chân ái vô tội cái gì chứ? Lúc thì sinh nhật, lúc thì party cái gì đó, lợi dụng hết tất cả chúng tôi để giúp anh theo đuổi con gái à? Tôi không phải dạng dẫn chơi đâu. Sếp Cao à, anh quen tôi bấy lâu, anh cũng biết tôi làm người làm việc đều rất nghiêm túc mà. Sếp Kim à, tôi và anh sống chung một nhà bấy lâu, cũng biết tôi không có thói quen xấu nào hết mà. Phải, tuy tôi không có bản lĩnh như sếp Cao, nhưng mà tôi cũng được coi như là một người đàn ông hiếm có chứ bộ. Anh chịu một lòng về em gái tôi à? Thời hạn tới 999 năm lận, nhất định sẽ trọn đời trọn kiếp. Nè, làm người nên tự tin là đúng. Tôi nhắc nhở anh trước đó nha, người đủ tư cách để phát biểu ý kiến nhất không phải tôi. Ba má của anh mất sớm, lại có 5 người chị. Còn có 5 người anh rể, 6 đứa cháu ngoại, ông bà nội đã 90 tuổi, ông bà ngoại thì 80. Người nhà tôi đông lắm, nhất định tràn đầy ấm áp luôn. Mỗi năm đi khám có làm kiểm tra toàn diện chưa? Tôi huyết áp tim mạch tất cả đều bình thường, chắc cũng sống thọ lắm. Tôi xin hứa tôi nhất định sẽ bảo vệ Cao Tĩnh suốt đời suốt kiếp. Anh coi anh ốm nhôm như cây khô vậy, coi ra là madam bảo vệ anh chứ ở đó anh bảo vệ madam hay sao? Lúc nãy ai vừa nói không phát biểu ý kiến vậy? Sorry, tôi cũng không còn gì để hỏi. Là sếp Cao, vậy tức là tôi trúng tuyển rồi đúng không? Bây giờ không phải phỏng vấn, không thể nói là trúng hay không. Trước giờ tôi đều mong có một người thật lòng yêu thương em gái tôi, nhưng không biết người đó có phải là anh không. Tôi phải bảo đảm trước người theo đuổi em gái tôi không quá tệ, nhưng mà không chứng tỏ là anh sẽ được. Anh muốn theo đuổi Cao Tĩnh chứ gì? Theo được hay không thì phải coi cổ có cảm giác hay không. Mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, quan trọng nhất là anh không phụ lòng em gái tôi là được rồi. Hai người các anh không phản đối, coi như đồng ý rồi. Nè, thứ bảy tuần này á, nhớ kỹ dặn dò Cao Tĩnh tuyệt đối đừng nên đi ăn tối với Michael nha. Em gái tôi bữa giờ chưa hề nói là muốn đi. Nè, một bên là vừa mới quen nhau, bên còn lại là bữa tiệc sinh nhật của anh. Giống như anh đã nói, cân sao cũng là anh thân hơn nhiều. Yeah, 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 yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn nhiều. Cái bánh kem đẹp trai như vậy thực sự không nỡ cắt chút nào. Cái pháp chứng pháp y chấp pháp ba phòng bạc lớn của chúng tôi dốc hết sức tài trợ, dĩ nhiên nặng đô rồi. Bánh kem này do tôi chọn đó, anh thấy thích thì tốt rồi. Tôi rất thích. Được rồi. Ê khoan đã, cầu nguyện trước đi. Phải hả, xem chút nữa quên mất tiêu. Ủa, ê, Michael Mã kìa. YouTuber nổi tiếng nhất Michael Mã cũng tới kìa. Tôi vì phải tới dự bữa tiệc sinh nhật này nên đã từ chối ăn cơm với Michael. Vì vậy tôi hỏi ảnh có muốn chơi chung không, quen thêm mấy người bạn đó mà. Chào mọi người, tôi nghĩ là mọi người sẽ không ngại có thêm một người chứ. Không ngại đâu. Quen thêm một người bạn cũng tốt mà. Quan trọng nhất là đừng phát trực tiếp lên mạng, tôi chưa chuẩn bị tâm lý đâu. Nè, điện thoại của tôi không hề mở quay trực tiếp nha. Nếu như mọi người cảm thấy không an toàn thì điện thoại này giao cho cảnh sát quản lý vậy.
Cạn ly. Cạn. Cạn ly. Bánh kem này ngon lắm. Cô có thể gửi thông tin cho tôi để tôi giới thiệu với dân mạng không? Được chứ, lát nữa gửi cho anh. Cảm ơn cô. Anh và cậu Tỉnh hình như cũng thân lắm hả? À, lần trước sau khi cùng bắt cướp, lâu lâu chúng tôi cũng có nhắn tin nói chuyện. Hết hạt điều rồi, coi muốn ăn hay không? Tôi ăn. Tại sao cô chỉ ăn hạt điều không thôi vậy? Có nhiều món khác để chọn lắm mà. Hạt điều ăn ngon mà, tôi rất thích ăn đó. Cô thích ăn hạt điều hả? Ở nhà tôi còn một hũ, lấy tặng cho cô ha. Vậy tôi không khách sáo nha, cảm ơn cô. Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Ừ. Nhưng mà thực sự tôi không ngờ rằng chiên hạt điều cũng nhiều công đoạn lắm nha. Vừa phải ngâm nước ấm nè, vừa phải dùng dầu lạnh nè. Nếu không phải theo chị Thu học làm thì thực sự không dễ làm đâu. Để tôi còn mạnh miệng nói kế thừa tay nghề nấu ăn của chị. Không lẽ thật sự phải thất truyền? Cô không học được thì để tôi kế thừa cho. Chị Thu cũng sẽ thấy vui mừng mà. Anh hả? Có ổn không đó? Chị Thu từng nói rồi, thứ mà cô không thể làm thì có thể nhờ tôi làm. Tôi nghĩ tôi cũng dễ nhờ mà. Anh có từng nghe qua nhờ mình tốt hơn nhờ người khác không? Cũng đúng, dù gì cô cũng là nữ cường nhân, không nên dùng chữ nhờ để mô tả. Dùng hai chữ chăm sóc nghe có lọt tai hơn chưa? Tôi thích ba chữ này hơn. Suy nghĩ nha, được không? Dĩ nhiên. Mấy cô, đoạn phim anh và Cao Tĩnh cùng bắt kẻ phạm tội tôi cũng có xem qua. Thân thủ của anh lợi hại vậy, bây giờ hiểu sao anh đặt tên YouTube là MMA rồi. Tôi còn nghĩ là Multimedia Artist, nghệ sĩ đa truyền thông chứ. Không phải đâu, tôi thấy fan hâm mộ hình dung hiện trạng bây giờ của Michael là My Modern S thì có đó. Ok ok, tôi những từ mọi người nghĩ toàn bộ đều hợp lý. Nhưng mục đích ban đầu tôi đặt ra cái tên MMA thật sự chỉ là tên Michael Mã, đừng giải vậy thôi. Mấy anh nhớ đừng nói ra bên ngoài nha, tôi còn phải kiếm ăn nữa. Cảm ơn chẳng lý. Thực ra thì tên hợp chất hữu cơ Methylmethylrelay, tức là một chất hữu cơ lỏng không màu. Biệt danh cũng tên MMA đó, có thể dùng để sản sinh chất như thủy tinh hữu cơ PMMA, sử dụng rộng rãi, từ tán vỏ bọc máy bay tới răng giả đều có thể dùng được. Ram Đình, ăn sáng cũng pháp chứng, tối cũng pháp chứng, anh đúng thật rất yêu công việc pháp chứng. Tôi còn nhớ trước đó TV chiếu lại chương trình CSI, đêm nào anh cũng ngồi coi. Gần đây có tái xuất thành bản CD rồi, anh mua về xem đi, không cần phải mỗi tối ngồi coi TV nữa, tôi cũng có mua đó. Được thôi, cảm ơn. Sao vui quá vậy? Bộ trúng giấy số hay sao? Trúng thì có trúng, nhưng mà là dầu thơm mùi của anh đào bản giới hạn 1 năm một lần mà trước giờ tôi mua, phải bốc trúng mới có thể mua được. Họ vừa thông báo tôi đã trúng rồi. Thì ra cũng là cô bé nhỏ, nghe được ba chữ bản giới hạn này đều sẽ động lòng. Không phụ nữ nào có thể kháng cự được ba chữ này. Nhưng mà lần này không phải mua cho bản thân tôi, mua cho Elani. Lúc trước năm nào cổ cũng bốc thăm, nếu bốc trúng thì cổ vui suốt 1 năm. Năm nay cổ không thể bốc nên tôi đã giúp cổ bốc. Cổ mà biết cô có lòng như vậy nhất định sẽ rất vui đó. Trước giờ chưa bốc cũng không biết thì ra rất là phiền. Vừa phải điền thông tin, vừa phải giới hạn thời gian đăng nhập để bốc thăm. Lúc trước tôi mà có món đồ gì thấy thích đều là Elani giúp tôi làm hết. Năm nay tôi giúp cổ làm, năm sau năm tới tôi cũng sẽ tiếp tục giúp cổ. Để sau này cùng xịt dầu thơm coi pháo bông. Hiếm có người nào đối xử tốt với mình lắm. Gặp được một người mà bản thân chịu hy sinh vì người đó cũng là một thứ hạnh phúc. Sao anh suốt ngày thích nói mấy câu đạo lý cuộc sống vậy? Thật ra anh không làm cảnh sát cũng có thể thử đổi nghề làm phụ đạo. Ờ ha, sao trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới gì ta. Tiếng Hoa của anh nó rành quá, thật sự không giống người lớn lên ở nước ngoài. Thật ra bản thân tôi sinh ra ở Hồng Kông, nhưng từ nhỏ đã theo ba má di dân qua San Francisco. Sau đó động đất, ba má tôi qua đời vào lúc đó. Mọi người không cần phải phản ứng tránh né như vậy đâu. Trải qua bao nhiêu năm tôi cũng đã quen rồi. Chưa kể tôi có một đứa em gái, nói với tôi cùng nhau sinh sống, cùng nhau trưởng thành, giống như anh em hai người vậy, tình cảm rất tốt. Thật ra tôi cũng còn một người chị gái nữa, là ba anh chị em mới đúng. Vậy sao hôm nay không thấy cô tới đây hả? Lúc chỉ còn rất nhỏ đã bị mất tích rồi. Nhưng tôi tin rằng chị vẫn còn đâu đó trên thế giới này. Tinh thần của ba anh chị em chúng tôi mãi luôn ở bên cạnh. Sau này nhất định có cơ hội giới thiệu cho anh quen. Tôi từng nghe qua một câu nói, chính là câu chia ly làm cho con người ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nè, chúc cho ba anh chị em hai người có thể sớm đoàn tụ. Cảm ơn. Cảm ơn. Lại đứng đây coi lại hình chụp chung của ba anh chị em mình hả? Trên mực ông nóng vừa mới pha. Cảm ơn. Anh còn nhớ lúc nhỏ chúng ta rất thích lên sân thượng ngắm sao. Phải đó, chị ba đặc biệt thích ngắm sao nhất, còn rất muốn nhìn thấy sao băng nữa. Tuần sau là sinh nhật lần thứ 6 của em, nếu lát nữa được nhìn thấy sao băng thì tốt. Kìa, sao băng kìa đấy lớn. Anh hai ơi, chúng ta cùng cầu nguyện nha. Được đó. Em
hy vọng anh hai sức khỏe dồi dào và có kẹp tóc mới. Chị ba ơi, chị đã nói ra rồi kìa. Gái nhỏ, từ nhỏ suy nghĩ của em đã rất rõ ràng. Thực ra em có biết tại sao lần ngày trạm đình tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho bản thân mình lại làm trước nửa tháng không? Chắc anh muốn tổ chức sớm để chung vui thôi. Em dù gì cũng là nữ thần thám anh Minh, không lý nào không phát hiện ra ảnh là vì ai chứ. Thôi đi, sao có thể chứ. Nè, anh không có nói gì hết nha, là em tự nghĩ ra thôi đó. Ảnh không có nói với em thì làm sao em biết được. Vậy em thấy con người của anh thế nào? Em có quyền giữ im lặng. Cũng đúng, em có quyền lựa chọn mà. Cái anh chàng Michael gì đó nhìn cũng được, dáng người cao to, học rộng biết nhiều, cũng khá hấp dẫn đó. Sao anh kỳ vậy? Khen Michael cũng không chịu mở miệng khen cấp dưới của anh. Trạm đình thì để lại cho em khen đó mà. Michael tốt cỡ nào cũng không quan trọng. Anh có nhiều fan hâm mộ trên toàn thế giới là đàn ông tốt hạng một đó. Nói không chừng người ta sớm đã có bạn gái rồi. Có khi ngay cả tư cách xinh xăm em cũng không có nữa. Sau khi đi thăm Eleni xong, tâm trạng của cô hoàn toàn khác hẳn. Tinh thần của cậu đúng là càng ngày càng tốt. Khi cậu biết tôi giúp cậu bóc được chai dầu thơm bản giới hạn mà cười tới như một cô bé vậy. Cô cũng cười tới như cô thiếu nữ xinh đẹp thôi. Anh đang cười nhạo tôi hả? Cuối cùng tối nay cô cũng có thể ngủ một giấc thật ngon, mơ một giấc mơ đẹp. Có Ship King Day tốt bụng quá chừng tới làm tài xế cho tôi. Nếu như mời tôi ăn thêm món tráng miệng nữa thì đúng là hoàn hảo quá. Nói tới ăn tráng miệng thì nhất định phải ăn thử món trò câu nổi tiếng nhất của tiệm chè chúng tôi. Bảo đảm cô ăn xong vẫn sẽ muốn ăn nữa. Nhưng giờ cũng tối rồi, đóng cửa chưa? Chưa đóng đâu, vẫn còn kịp đó. Chị hai. Chị Bích. Có chuyện gì mà đóng cửa sớm quá vậy? Chị hai à, chị không sao đó chứ? Mấy chuyện nặng nhọc này cứ để em làm cho. Không cần đâu, chị còn đi được chạy được. Tiệm chè này là tiệm chè của riêng chị mà. Chân của chị bị sao vậy? Phải rồi, bị gì vậy? Hai hôm trước bị cái thùng đè trúng thôi, đã thoa rượu thuốc rồi. Thoa rượu thuốc không được đâu, chị không đi bác sĩ sao biết có bị gãy xương hay không? Vậy đó, chấn thương ở khớp không dẫn được đâu, càng đi sẽ càng sưng lên đó. Chị nói không sao là không sao, cơ thể là của chị, bản thân chị biết rất rõ. Nè, được rồi, chị đừng có làm nữa. Ngày mai chỗ nào cũng không được đi, em dẫn chị đi xem bác sĩ. Đóng cửa, nghỉ bán một ngày đi. Đóng cửa, không mở tiệm. Em cũng muốn chị dẹp bỏ cái tiệm chè này đi. Sau này không mở cửa nữa có đúng không? Chị hai giờ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiệm chè này không kham được nữa. Chủ nhà lại nói tăng tiền thuê, lần này tăng tới gấp đôi lận. Tiệm chè không muốn đóng cửa cũng phải đóng thôi. Sau cùng chị cũng không giữ được. Chỗ này là nơi lần đầu chị và anh Bổn hẹn hò với nhau. Ngày nào anh chị cũng tới đây ăn chè, sau đó đám cưới, sang lại quán này. Vốn dĩ còn định muốn mua luôn cái tiệm chè này để kinh doanh lâu dài. Từ khi anh Bổn mất thì cái gì cũng không còn. Cuối cùng cái gì cũng không còn nữa. Chị hai à, dù gì chúng ta cũng đã thuê lâu như vậy, hay là vậy đi, ngày mai em và chị đi tìm chủ nhà bàn bạc thử. Bàn, khi... bàn cái gì chứ? Bộ em tưởng chủ nhà đó giống như anh rể em vậy, dễ mềm lòng hay sao? Gì cũng nghe theo em, nói đông là đông, tây là tây. Em nói đi coi sóng biển thì đem tính mạng cho em. Không phải vì em hiếu kỳ thì anh rể em sẽ không chết. Con Tình sẽ không phải chưa sinh ra đã không có ba. Chỗ này có thể sớm đã mua được rồi, không cần phải suốt ngày tăng tiền thuê. Chỗ này chính là sự kết nối duy nhất còn sót lại của chị và anh Bổn. Cũng sắp mất luôn rồi. Em mãn nguyện rồi chứ? Gọi cô đến đi ăn chè. Không ngờ bị cô bắt gặp chị hai tôi chửi tôi xối xả như vậy. Thiệt là mất hứng mà. Xin lỗi nha. Thường ngày chỉ có anh hung dữ với những kẻ tội phạm, không ngờ hôm nay lại thấy anh bị chửi tới không lên tiếng được. Thiệt là không quen chút nào. Bị cô gặp tận mắt tôi xấu hổ cỡ nào rồi. Trước đây tôi xấu hổ ra sao anh cũng gặp rồi mà.
Giả lại những gì tôi thấy không hề xấu hổ như anh nói, mà chỉ thấy anh thật lòng vì chị hai bỏ ra công sức và nhường nhịn, nhưng vẫn không được chấp nhận. Thật ra chị hai tôi là một người phụ nữ rất dịu dàng. Tôi là do chị hai tôi nuôi lớn. Tôi nhớ hồi trước có người theo đuổi chị ấy. Chị nói thẳng là sau khi kết hôn phải cho tôi qua sống chung. Thật ra chị hai và anh rể anh đều rất thương yêu anh, chỉ vì sự cố đó đã khiến mọi chuyện đều thay đổi. Tôi nhớ anh rể tôi là một người rất tiết kiệm, không khi nào anh ấy xài tiền cho bản thân mình cả. Nhưng đối xử với tôi không hề tiết kiệm chút nào. Có một lần tôi nhắm trúng một cây bút ghi âm, anh ấy mua cho tôi liền và không hề suy nghĩ. Về nhà nói dối chị là được tặng khi mua máy chụp ảnh. Đáng lẽ mặt bằng tiệm chè giá rất thấp, chị hai và anh rể dành dụm được một ít tiền định là mua về trả góp từ từ. Không ngờ lần đó chuẩn bị đặt cọc thì tôi gặp tai nạn giao thông. Họ muốn cho tôi được điều trị tốt hơn nên chuyển tôi tới bệnh viện tư. Sau đó không đủ tiền đặt cọc nên đã không mua được. Đến lúc anh rể gần dành đủ tiền để mua rồi thì ảnh gặp tai nạn, mất đi người chồng yêu thương nhất. Một người phụ nữ phải gánh vác một tiệm chè và một đứa con. Bao nhiêu năm nay chị hai tôi vất vả thế nào tôi cũng biết. Người em trai này điều duy nhất có thể làm là trong lúc chị ấy không được vui, cho chị một đối tượng để được trút giận. Dù cho chị chửi anh hơi quá đáng và không hợp lý, anh vẫn phải chịu đựng. Lần đó là ngoài ý muốn, đâu phải anh muốn. Đến thế nào cũng là tôi nợ chị. Tôi chỉ muốn thay thế anh rể chăm sóc cho chị. Chị đã chịu đựng quá nhiều rồi. Việc anh làm cũng đâu có ít. Nghe Trạm Đình nói, anh chi bớt nhà thuê ra cũng muốn kiếm thêm tiền đóng học phí cho đứa cháu. Cô cũng làm rất nhiều rồi. Có cây này trò chuyện với tôi, chuyện buồn của tôi xua tan gần hết rồi. Khi nào anh muốn kiếm lỗ cây, lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Đến rồi nè. Sao vẫn chưa thấy anh nữa? Mới đậu xe thôi, làm cái gì mà gấp dữ vậy? Mấy ngày không gặp rồi nhớ anh, muốn mau được gặp anh đó mà. Rất hiếm khi thấy anh bị trễ giờ lắm nha. Sorry em, lúc nãy bị kẹt xe một lúc. Nhưng mà anh đã đặt bàn rồi, dắt em đi thăm tỉnh ăn ngỗng quay. Em đó, lần nào về Hồng Kông cũng chỉ ở lại có một ngày thôi, chưa chính thức ăn được món địa đạo gì hết. Lần này anh dẫn em đi ăn khắp Hồng Kông luôn. Nghe thôi cũng chảy nước miếng rồi. Nhưng phải đợi em đem đồ qua trung tâm mua sắm cho người ta đã. Con ngỗng quay đợi có một chút chắc không bay đâu ha. Bay chứ, nhưng mà ngỗng quay bay rồi thì vẫn có thể ăn món khác mà. Quan trọng là em gái cưng của anh thích là được rồi. Em nói yes, anh có thể nói no được sao? Cũng nói anh hai là tốt nhất mà. Được rồi, đi thôi. Ừ. Có phải cô muốn gọi cho chồng tôi không? Cô là bà Duyên. Cô biết gọi tôi bằng bà Duyên thì cô nên biết điều chứ. Hèn chi dạo này chồng tôi hay ngồi máy bay hoài. Thì ra có con gà mái không biết xấu hổ quyến rũ chồng tôi. Tôi cảnh cáo cô lập tức rời xa chồng tôi, đừng sáp vào chồng tôi nữa. Bà Duyên, tôi không có sáp vào chồng cô. Đê tiện, cô tưởng cô là ai? Đồ tham lam vô liêm sỉ. Làm ơn soi gương giùm tôi trong lúc cô chà toilet đi. Cô nên tôn trọng người khác, tôn trọng bản thân mình đi. Tôi không cần con gà mái như cô dạy dỗ tôi. Lời nói phản ánh con người, cô hoàn toàn không biết tự trọng. Hèn chi chồng cô ra ngoài tìm người khác là phải rồi. Cô nói cái gì? Cô thử đụng thêm tôi một cái tôi lập tức báo cảnh sát. Kiện cô tội vu khống và gây thương tích đó. Cô tưởng dọa tôi như vậy thì tôi sợ cô sao? Thì cô thử đi. Không nhớ làm thì cô là chủ tịch hội phụ nữ gì đó, người có mặt mũi mà. Lên đồn cảnh sát đứng đầu tạp chí, xem đến đó ai xấu hổ hơn. Người đê tiện như cô làm ra những chuyện xấu xa, không biết xấu hổ là gì. Tôi nói cô biết, cho dù tôi giết chết chồng tôi cũng không để dành cho cô đâu. Em à, mặt của em làm sao vậy? Không sao, hiểu lầm thôi. Có phải người đàn bà lúc nãy đánh em không? Đánh ấy không có gì mà. Con ngỗng đang đợi mình đó, đừng để nó đợi lâu như vậy nữa. Có người ăn hiếp em phải không? Em phải nói cho anh nghe đó. Ai mà ăn hiếp được em chứ. Em đói bụng rồi, ăn no rồi từ từ nói anh nghe. Đi thôi.
Chào mọi người. Lần trước Dr. Lâm đã phân tích thật kỹ cái gì là giả vờ yêu mà không phải mặn nồng thật, nhận được rất nhiều sự phản hồi và hứng thú của dân mạng. Hôm nay chúng tôi lại một lần nữa mời Dr. Lâm mở live một lúc 5 ngày phân tích cho chúng tôi tâm lý và chân lý. Xin chào Sammy. Tâm lý học là hành vi loài người theo nghiên cứu về quá trình tinh thần cá nhân. Thông qua tâm lý, tôi mong mọi người có thể nhìn rõ người xung quanh của mình và hiểu rõ bản thân hơn. Sammy, cô giỏi thật đó. Có thể khiêu chiến và đảo lộn cách suy nghĩ của mọi người. Mọi người đều biết doanh nhân của giới phụ nữ Lý Huệ Châu và ông xã của cổ là mẫu vợ chồng tốt đẹp nhất. Nhưng cô lại có thể nhìn ra họ không phải là mặn nồng thật mà là giả vờ yêu. Chỉ cần nhìn vào góc độ chuyên nghiệp, theo hành vi và ngôn ngữ thì sẽ phân tích ra một cách khả quan. Trong tâm lý học, tôi biết được có một từ gọi là tự lừa dối mình. Có rất nhiều nghệ sĩ và diễn viên cũng đưa mình vào vai diễn rất khó thoát ra. Mình lấy ông Duyên và bà Duyên ra làm ví dụ, có phải là họ đã quá nhập vai của mình cho nên đã mặn nồng như vậy hay không? Đây là hoàn toàn khác nhau rồi. Mục đích của tự lừa dối mình là lừa dối bản thân. Nên ở trước mặt mọi người giả vờ mặn nồng là vì mặt mũi, chủ yếu là lừa được người. Cô mới đúng là lừa người đó. Bà Duyên, ông Duyên, thiệt là quá đáng. Ngưng lại ngay cho tôi. Báo chí gì không biết, còn cô này không biết một bằng cấp tiến sĩ từ đâu nữa, ở đây nói bậy nói bạ vu khống cho tôi và chồng tôi. Bà Duyên à, thật ra chúng tôi đang mở live show, có rất nhiều dân mạng đang xem đó. Live show? Chà, khán giả xem bây giờ đã nhảy lên tới 5,3 ngàn rồi. Bà Duyên à, có phải bà muốn đích thân giải thích với khán giả hay không? Mọi người ơi, nếu như có bất cứ vấn đề gì cần bà Duyên giải đáp thì hãy để lại tin nhắn nha. Được. Rõ ràng có muốn mượn danh tiếng hai vợ chồng tôi để thu hút mọi người xem thôi. Tôi phải ở đây vạch mặt các người vô đạo đức cỡ nào. Nói bậy nói bạ, tạo nên dư luận ác ý. Lần trước khi hai vị đã chấp nhận lời mời của chúng tôi quay phim, chúng tôi đã nói rất rõ ràng sẽ lấy nội dung giao cho chuyên gia tâm lý phân tích mà. Bà Duyên, bà cũng biết điều đó phải không? Các người nói kiếm chuyên gia mà, chứ đâu phải thứ chuyên gia gì mà bằng cấp cũng không biết có hay không. Ở đây nói bậy, tôi và chồng tôi giả vờ mặn nồng. Chúng tôi đi đến đâu cũng nắm tay hết, ai cũng biết chúng tôi là mặn nồng mà. Mặn nồng không phải nói là phải đâu, cũng không phải phái mạnh chủ đạo được. Hai vị bề ngoài như cặp song sinh, rất là thân thiết nhau, nhưng thực tế là dầu châm dưới nước. Cô nói bậy gì chứ, cô có giả giáo không vậy? Căn cứ vào một bài nghiên cứu tâm lý của Đại học Harvard, con người muốn che giấu lời dối sẽ cố gắng bỏ mình ra ngoài sự dối trá đó. Nên trong lúc phỏng vấn cô, chữ tôi đã xuất hiện được 2 lần, còn chúng tôi thì không có lần nào. Ông Duyên chắc là rất tôn trọng bà Duyên, không giống bà Duyên biết nói dối giả vờ mặn nồng, nên là lần nào ông cũng đứng kế bên bà Duyên đều rất ít phát ngôn. Cô còn nói nữa. Nè, mình đừng cãi với cô ta nữa, đừng tranh chấp với hạng người kém hiểu biết này. Em không thích có người ở đây nâng cao giá trị của mình. Tóm lại cô, còn cô chuyên gia giả này nữa, nếu không lập tức công khai xin lỗi hai vợ chồng tôi sẽ tiến hành theo bộ pháp luật truy cứu đến cùng. Tôi không có ý xúc phạm, tôi chỉ nói theo những tâm lý học mà tôi biết thôi, phân tích theo hướng khách quan. Phải rồi, đôi mắt của khán giả là minh mẫn nhất. Bà Duyên à, bà còn muốn phản bác lại từng câu một hay không? Ý, đã có khán giả bình luận rồi, đặt câu hỏi rất khó nghe đó. Về thôi. Muốn tôi quảng cáo miễn phí cho cô còn lâu đó. Tôi không có kém hiểu biết như cô đâu. Chúng tôi mặn nồng cần gì chứng minh chứ? Ngài nghĩ là chúng tôi đi xem nhật xuất, buổi tối đi ngắm sao? Người trước người sau đều biết chúng tôi mặn nồng mà. Quay trực tiếp thì lúc nào cũng gặp sự cố. Từ phản ứng và động thái của mỗi người, giúp tôi có thể thấy được rất nhiều tâm lý khác nhau. Hay là cô giải thích phần này kỹ càng hơn đi. Luật sư Mão, lập tức ra thư luật sư giúp tôi. Tôi không những phải kiện nhà báo chí đó nói quá chuyện, tôi còn phải kiện người phóng viên đó. Còn nữa, cái thứ chuyên gia tâm lý học gì đó, Lam Gia Mỹ, Sammy Lam gì đó. Một lát gọi lại sao? Cô đứng lại. Cho hỏi có chuyện gì? Thật ra cô kém hiểu biết. Tôi thấy tội cho cô đó. Tôi là Duyên Lý Huệ Châu, là chủ tịch của Quỹ Phụ Nữ Trẻ Em, tổng giám đốc của Liên đoàn Quần Phụ Nữ, chủ tịch đại biểu của Hội Phụ Nữ. Những bạn xung quanh tôi không phải thẩm phán luật sư thì là người nổi tiếng. Nếu họ là bạn thân của cô, nên nhắc nhở cô mọi lúc mọi nơi. Thái độ của cô là sao? Tôi thấy chỗ này ít người muốn cho cô cơ hội nói lời xin lỗi, cô cũng không biết điều. Phải ra vẻ như vậy sao? Có thể tôi nói hơi thẳng thắn, không biết lựa lời. Nhưng tôi chỉ là phân tích theo chuyên nghiệp của tôi thôi, những gì tôi thấy và sự thật cô không muốn thừa nhận. Tình cảm giữa cô với ông Duyên có vấn đề hay không, tôi tin rằng bản thân cô rõ nhất. Người có vấn đề là cô đó. Học có một bằng tiến sĩ rác rưởi thôi, mà ở đây làm như chuyên nghiệp lắm vậy. Cô kiếm bao nhiêu tiền một tháng, tài sản cô có bao nhiêu?
Cô chọc giận tôi kiện cô đến mất nhà mất cửa, bán thân cũng không bồi thường được tổn thất danh dự của tôi. Tôi sẽ bôi xấu cô, cho cô không có ngày yên lành. Cô đợi cầm bát ăn xin đi. Thật sao? Các người nói kiếm chuyên gia mà, bằng cấp cũng không biết có hay không, không biết tên tuổi gì hết. Ở đây nói bậy, tôi và chồng tôi giả vờ mặn nồng, chúng tôi đi đến đâu cũng nắm tay hết, ai đều biết chúng tôi mặn nồng mà. Mặn nồng không phải nói là phải đâu. Hoan nghênh cô lựa chọn hãng hàng không MMA. Cô à, sữa tươi nóng của cô đây. Rất thân thiết nhau, nhưng thực tế là chồng chồng chứ. Cô nói bậy gì chứ? Vẫn là anh hai chu đáo mà. Mỗi lần em đi chuyến bay xa về, anh cũng sẽ nhắc em uống ly sữa tươi nóng trước khi ngủ. Sao rồi, cô lên phòng xem chưa? Anh đã thay hết ra giường mới cho em rồi. Bóng đèn á, anh cũng mới vừa thay luôn. Nhưng mà anh cũng định mua lại cây đèn để sàn, có thể chỉnh độ sáng tối. Trong lúc xem phim thì em có thể sẽ không bị hư mắt. Với lại lúc nghe nhạc cổ điển để tối sẽ có không khí hơn đó. May là bạn anh chịu cho anh mượn căn nhà đó. Chỗ này đúng là thoải mái quá. Vậy thì em có thể yên tâm ở đây nghỉ dưỡng một tháng rồi ha. Quan trọng là em gái của anh ưng ý là được rồi. Quan trọng là anh chịu nghỉ dưỡng cùng với em. Em đó, trước khi đi ngủ đừng có xem phim nhiều quá, ánh sáng sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của em. Em ở đây xem phim thay ma hả? Không phải, nhưng còn kinh khủng hơn phim thay ma đó. Đây không phải là người đàn bà động tay đánh em sao? Có thứ người rất bá đạo và thấy ghét như vậy đó, cứ thích đi tuyên ngôn chủ quyền, đi phá đám. Người đàn bà này xấu tính là rắc rối. Em cũng muốn đi tìm chồng của bà ta sao? Anh biết em không còn sự lựa chọn mà. Giả lại có những chuyện nhất định phải giải quyết, không thể kéo dài nữa. Ok, vậy em nhớ cẩn thận nha. Tóm lại nếu như có chuyện gì á, nhất định phải tìm anh nha. Em không còn là đứa bé gái 10 tuổi nữa. Bây giờ ai dám ăn hiếp em? Em không để yên đâu. Nạn nhân Diên Lý Huệ Châu và Diên Đông Lai có thể nói là nhân vật hot trong đề tài gần đây. Dù là trên mạng hay là trên TV, cũng thấy hai vợ chồng này được phỏng vấn. Nữ là chủ tịch hội phụ nữ, nam là thương gia Thành Đạt, thường xuyên chia sẻ lý lẽ tình cảm vợ chồng. Sáng nay có cặp tình nhân ở gần đây, coi mặt trời mọc, chụp hình check-in xong đại khái là hơn 7 giờ, đi ngang qua phát hiện thi thể nên đã báo án. Điện thoại của hai nạn nhân không thấy có gì đặc biệt. Đã gửi qua cho bộ tội phạm mạng kiểm tra và phân tích để xem đã từng bị xóa tài liệu gì hay không. Hai nạn nhân này chắc có người từng di động qua. Gót giày của nạn nhân nữ bị ma sát. Nạn nhân nam cũng vậy. Và đế giày kẹt rất nhiều những gạch nhỏ bên trong là do bị lôi kéo cài dưới mặt đất nên dính vào. Vạt áo sau cũng bị xốc xếch. Rõ ràng là có người khiêng xác đem bỏ vào ghế ngồi tạo thành. Tại sao hung thủ phải làm như vậy? Tôi tin sau khi tìm kiếm chứng cứ thì sẽ rõ. Chúng tôi scan hình 3D của tử thi trước rồi mới dời thi thể đi cho các anh làm việc. Là phản ứng của máu. Nạn nhân nam Diên Đông Lai, trước ngực trái có vết đâm thủng tim gây mất mạng. Phần mặt, phần cổ, đôi tay đã thấy co cứng. Có vết bầm tử thi, thân nhiệt vào khoảng 31 độ. Thời gian qua đời là 6 đến 7 tiếng trước. Tức là vào khoảng hơn 2 giờ sáng một chút. Nạn nhân nữ Diên Lý Huệ Châu cũng vậy. Trước ngực có vết đâm thủng tim gây mất mạng.
phần mặt, phần cổ, đôi tay đã thấy co cứng, có vết bầm tử thi, thân nhiệt vào khoảng 32 độ. Thời gian qua đời cũng là 6-7 tiếng đồng hồ trước. Cả hai nạn nhân cũng đều bị đâm vào trước ngực, nhưng xung quanh vết thương của nạn nhân nữ phát hiện được bằng mắt thường hiện tượng ngưng kết hồng cầu. Ngoài trừ nhóm máu O ra, chỉ cần hai nhóm máu khác hòa lẫn vào nhau thì sẽ xuất hiện hiện tượng ngưng kết. Nói về hung thủ đã giết nạn nhân nam trước, sau đó dùng chính con dao đó đâm vào lồng ngực nạn nhân nữ, khiến cho hai nhóm máu hòa chung với nhau. Lượng máu xuất huyết của nạn nhân nam nhiều hơn nữ là bởi vì sau khi đâm thủng tim nạn nhân, hung thủ rút hung khí ra ngay. Cơ thể người mỗi phút sẽ bơm 5 lít máu. Sau khi quả tim bị đâm thủng sẽ gây xuất huyết nặng. Nhưng mà nếu như quả tim đó ngừng đập, trong 3 phút não bộ sẽ thiếu máu cung cấp. Sau khi nạn nhân nữ đứt hơi mới rút hung khí ra, lượng máu xuất huyết của nạn nhân nữ có khả năng sẽ ít hơn. Vết thương trên mặt của nạn nhân nữ dù sâu tới loài xương nhưng xuất huyết lại không nhiều, bị rạch lên sau. Mặt trái cổ có một vết vân tay, bên phải có 4 vết là vết hằn do ai đó dùng tay trái bóp mạnh vào cổ nạn nhân sau khi chết. Trên người của hai nạn nhân đều không thấy có phản ứng chống trả. Phía ngoài xe cũng không thấy bị tẩy rửa. Tên là hung thủ đã chuốc thuốc mê trước, sau đó đổi chỗ, rồi mới giết chết họ. Cửa sổ bên ghế lái mở sẵn. Ở gối ghế lái vị trí gần cửa sổ cũng tìm thấy dính chất lạ. Tôi đoán là do hung thủ xịt thuốc mê vào hai nạn nhân trong xe mà sót lại. Nếu như vậy, nồng độ của loại thuốc mê này chắc chắn rất cao. Hai nạn nhân mới mất đi tri giác trong khoảng thời gian cực ngắn, cho nên trên người không có dấu vết chống trả. Hai nạn nhân sau khi chết cũng đều được di dời xác. Nạn nhân nữ chết rồi, còn bị kẻ đó bóp cổ, rạch dấu chéo lên trên mặt. Tên hung thủ này chắc là rất thù của ta. Không những có thù mà còn rất cố chấp. Hung thủ tốn công sức di dời, nhất định là muốn phô bày cảnh tượng nào đó nhằm đạt được mục đích. Sau khi được giải phẫu chi tiết, hai nạn nhân Diên Đông Lai và Diên Lý Huệ Châu gặp nạn như nhau, đều bị đâm thủng tim gây mất mạng. Hình dạng vết thương và độ sâu như nhau, hung khí là con dao dài và mỏng, và giống như trước đó tôi có nói, vết thương trước ngực bà Diên có hiện tượng ngưng kết hồng cầu. Nạn nhân nữ có nhóm máu A cộng, nạn nhân nam là B cộng. Sau khi xét nghiệm, trên vết thương của nạn nhân nữ tìm thấy nhóm máu B cộng của nạn nhân nam. Điều đó đã chứng minh hung thủ đã dùng cùng một loại hung khí giết nạn nhân nam trước, sau đó mới giết chết nạn nhân nữ. Ngoài ra, trong khoang mũi của hai nạn nhân cũng đều tìm thấy những hạt tinh thể đã khô. Kết quả xét nghiệm tinh thể xác định chính là scopolamine. Trên gối ghế lái và trong mẫu máu của hai nạn nhân đều tìm thấy có thành phần scopolamine. Scopolamine còn có tên là hơi thở của quỷ, đã từng có người dùng nó chuốc mê nạn nhân để phạm tội. Nếu chỉ dùng định lượng ít thì có thể dùng làm thuốc say xe. Nhưng mà chỉ cần định lượng 0.3-0.6mg đã có thể làm cho đối phương mất đi ý thức trong tích tắc. Bộ ở Hồng Kông cũng mua được loại thuốc này hay sao? Có lẽ chỉ với định lượng ít. Hơn nữa muốn điều chế từ thuốc viên cũng không phải chuyện dễ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra trên mạng hoặc thông qua cách thức nào khác mua được loại thuốc scopolamine này. Báo cáo của phòng giám chứng cũng đã xác định trên vô lăng xe chỉ có duy nhất dấu vân tay của nạn nhân nữ. Có lẽ cũng giống như phân tích của anh, hai nạn nhân đã bị tráo đổi vị trí. Ở góc kẹt cửa sổ bên ghế phụ, chúng tôi tìm thấy hai mảnh vỏ mỏng, chứng thực là da thuộc. Bề mặt da thuộc đã bắt đầu lão hóa, có lẽ rớt ra từ áo khoác da đã mặc lâu năm. Có thể trong lúc di dời xác có ma sát khiến da thuộc tróc ra. Vậy nghĩa là hai miếng da thuộc này rất có thể là của hung thủ để lại. Còn nữa, chúng tôi phát hiện trên bề mặt một mảnh da thuộc có vết máu đã khô đến nỗi chuyển đen. Thông qua đối chiếu kiểm tra, vết máu khô ít nhất được 30 ngày. Nếu quá 30 ngày, vết máu sẽ không còn sự thay đổi màu sắc. Dùng phương pháp hiện tại rất khó phân biệt được sự khác biệt khoảng thời gian. Tức là không biết được thời gian cụ thể. Vậy thì chưa chắc. Chúng tôi sẽ thử thông qua việc kiểm tra albumin huyết thanh để xác định thời gian vết máu lưu lại trên da thuộc. Kết quả kiểm tra chưa biết được hay không, nhưng mà lại có phát hiện khác, có thể sẽ có tác dụng quan trọng trong việc điều tra. Hộp nhẫn tìm được trong túi áo khoác của nam nhân, tìm thấy nhóm vân tay không thuộc về hai nạn nhân, và nhóm vân tay này cũng xuất hiện ở trong xe.
chiếc nhẫn kim cương ở trong hộp có size là 11, đường kính là 50mm. Với ngón tay hơi thô của nạn nhân nữ, chắc chắn sẽ đeo không lọt. Tức là chiếc nhẫn đó không phải của bà Di. Mặt trong của chiếc nhẫn còn khắc chữ Y và Y. Rất có thể là chữ cái đầu của tên người. Nạn nhân nam Diên Đông Lai, họ tiếng Anh là Duyên, chữ cái đầu là Y. Nạn nhân nữ Diên Lý Huệ Châu, chữ cái đầu và tên tiếng Anh là Saron, cũng không có chữ E hoặc là chữ Y nào hết. Chúng tôi sẽ tập trung điều tra mối quan hệ tình cảm của nạn nhân nam Diên Đông Lai. Hy vọng là mau chóng biết được người mang chữ Y này là ai. Sếp Cao. Thưa anh gọi món gì? Cho ly long lát. Dạ. À, còn nữa, giúp cô này đổi cappuccino nóng. Dạ được thưa anh. Cảm ơn. Sếp Cao đúng là quan sát tỉ mỉ. Làm phóng viên cũng quan sát tỉ mỉ mà. Sao tim tôi gấp vậy hả? Tôi muốn hỏi rõ ý nguyện của anh trước đã. Anh thà biết một thông tin chưa rõ thật giả, sau cùng nhận được sự thất vọng, hay là muốn khẳng định 100% mới biết vậy? Giống như lần trước đi Đài Loan tìm gái lớn vậy. Có tin của gái lớn hả? Tôi có người bạn ở Anh tên là Paul, luôn giúp tôi để ý tung tích của Cao Thiện. Sáng nay anh ta gọi điện báo cho tôi biết. Tôi nhớ anh từng nói, cho dù hy vọng mong manh nhưng mà có vẫn còn hơn. Vì vậy dù chưa xác nhận, tôi vẫn cảm thấy nên nói cho anh biết. Hơn nữa sau khi nghe Paul nói xong, tôi cảm thấy lần này khả năng rất lớn. Tôi không phân biệt lớn hay nhỏ, bất cứ thông tin gì cũng không bỏ qua. Paul nói đã tìm được cô nhi viện ở San Francisco, nơi năm xưa nuôi dưỡng Cao Thiện. Viện trưởng dựa vào dữ liệu của Cao Thiện mà chúng ta cung cấp tra lại kỷ lục. Kết quả là có một cô gái hoàn toàn khớp với dữ liệu của chúng ta. Cô ấy đã được một gia đình Hoa Kiều nhận nuôi, bây giờ tên là Mã Ái Di. Tôi nói với viện trưởng là chúng ta rất muốn gặp cô Mã, nhưng viện trưởng nói muốn tôn trọng ý nguyện của cô ấy, hỏi cô ấy trước. Vì vậy tôi đã lấy số điện thoại của anh gửi cho viện trưởng. Viện trưởng nói sẽ giúp anh hỏi ý cô Mã. Cảm ơn cô nhiều. Tôi phải thông báo tin này cho gái nhỏ biết. À, có nên chờ xác nhận chính xác mới nói cho cô nghe không? Mất công cô thất vọng thêm một lần nữa. Cũng đúng ha. Nếu như thật sự đúng là vậy thì đó cũng là tin tốt lành. Hy vọng cô Mã của lần này đúng là Cao Thiện, gái lớn của anh. Anh về lúc nào vậy? Bình thường nếu như mà anh mua bánh phô mai về nhà, vừa mở cửa em đã ngửi được mùi. Hôm nay anh đứng ngay bên cạnh lâu tới như vậy mà em không có phản ứng gì. Xin lỗi. Lúc em còn nhỏ, mỗi lần em buồn phiền không vui, anh cũng mua bánh phô mai cho em. Em còn nhớ là trước khi ăn bánh, em phải đọc thần chú gì không? Nhớ chứ. Nói chi đó mà. Biết cười là được rồi. Sao hả? Em vẫn còn đang do dự có gọi cho anh Cao đó không sao? Nếu anh ấy đúng là anh ruột của em, em thấy mình nên gọi cho ảnh. Thì em làm tiếp viên cũng chỉ vì muốn được bay đến mọi nơi trên khắp thế giới, nhất là ở châu Á, tìm lại gốc gác của mình. Vậy em đang lo lắng chuyện gì? Em thấy lòng mình rối bời. Em không biết khi được tận mắt nhìn thấy ảnh, em sẽ có phản ứng gì. Em nên xưng hô với ảnh thế nào? Em lo quá. Mặc dù em được nhận về nuôi, nhưng anh hai trong lòng em chỉ có một mình anh thôi. Nếu như em sợ như vậy, em cứ coi như chưa từng nhận được thư của viện trưởng đi. Coi như không biết tới sự tồn tại của anh Cao này là được rồi. Nhưng em lại rất muốn biết ngày xưa em như thế nào. Những chuyện trước 5-6 tuổi em hoàn toàn không nhớ gì. Em muốn biết ngoại trừ anh ấy ra, em còn người nhà nào khác không? Cuộc sống ngày xưa của tụi em là như thế nào? Tại sao em lại ở trong cô nhi viện? Em luôn cảm thấy 6 năm đó của em như một lỗ hổng trong cuộc đời em. Nếu như em không lấp lại nó, sẽ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Em có muốn lắng nghe ý kiến của anh không? Ừ. Đơn giản mà nói, cho lòng tự tại, nghe theo con tim. Cảm ơn anh đã mời tôi nha. Nếu như cô Mã gọi điện cho anh, nhớ cho tôi biết kết quả đó. Tất nhiên. Vừa nói đã gọi rồi. Số điện thoại Hồng Kông mà, còn lâu hơn cả tôi. Alo. Chào. Cho hỏi anh có phải là anh Cao không? Đúng vậy. Chào anh. Tôi là Mã Ái Di. Anh có phải đang tìm tôi không? Là tôi đây cô Mã. Cảm ơn cô đã gọi cho tôi. Anh Cao à, anh gọi tôi là Emma được rồi. Tôi biết anh tìm em gái, tìm hết mấy chục năm,
cho nên tôi cũng muốn nhanh chóng gọi điện lại cho anh. Cảm ơn cô Emma. Tôi có thấy số điện thoại hiển thị, có phải cô đang ở Hồng Kông hay không? Phải. Tôi cũng muốn được gặp anh. Uống ly cà phê trước đi. Anh đã cắt bánh phô mai rồi, lát nữa mời anh Cao nha. Cảm ơn anh hai. Nếu như em đã hẹn ảnh, anh cũng chịu tới gặp em. Em không cần phải hồi hộp quá đâu, cứ bình tĩnh đối mặt, hỏi rõ những gì mẹ muốn biết. Có anh hai bên cạnh em mà. Có anh hai bên cạnh em thấy đỡ hơn nhiều. Để anh đi mở cửa. Tôi là Quách Quy Hoàng, cảnh sát cấp cao tổ trọng án tại Cửu Long. Cho hỏi cô Mã ai gì có ở đây hay không? Tôi đây. Cô Mã ai gì? Chúng tôi nghi ngờ cô liên quan tới một vụ án giết người. Mời cô theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.